Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2016. Cơ sở của chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ bản ghế Minh Quốc đào bằng gỗ hương đá, cột 12 gồm có 6 thứ. Bộ này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện đánh vec ly 100% bằng đánh vec ly trần. Nên là hiện màu gỗ tự nhiên rất đẹp. Bộ ghế này thì đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng làm theo đơn đặt hàng của chú Sơn, chú ở phố Guật. Ở phố Guật, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội, cách đồ gỗ Thành Luân chừng khoảng 8 km về hướng cầu Rẽ, Hà Nam cầu Rẽ. Đây, trên màn hình quý vị chúng tôi giới thiệu đây là chiếc đoạn dài. Bộ ghế này gồm có 6 thứ. Thứ nhất là chiếc đoạn dài. Đoạn dài này rất to và đẹp. Và hai chiếc ghế đơn. Quý vị đang thấy trên màn hình hai chiếc ghế đơn cộng với một chiếc bàn to và một chiếc bàn trà là thứ 5, cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Phía bên này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là các công nhân vẫn đang tập lập với các cái sản phẩm để hoàn thiện cho khách hàng. Có lưu ấy. Này quý vị đang thấy. Bộ này là bộ đào chim, chúng tôi là đục chạm các cái chương là đục chạm chú chim và những trái đào rất đẹp. Và bây giờ đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi xin giới thiệu cái đoạn trước tiên. Đây về cái đường nét đục chạm của chiếc đoạn này nó cực kỳ đặc sắc. Đây là chú chim đây. Chú chim đây, trái đào đây. Nó rất đẹp và ý nghĩa. Và về nói về phần vân gỗ thì đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là cái bộ này là vân tương đối là đẹp. Gỗ hương này nó mọc trên các núi đá cho nên là nó rất cằn cỗi và nó cực kỳ là đanh gỗ và giá trị. Riêng gỗ hương đá này là sở trường của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi. Này vân gỗ đây quý vị thấy cái cột này. Vân gỗ rất đặc sắc. Và đây là phần mặt đây, mặt đoản đây, mặt ghế dài đây quý vị thấy đây. Phần vách tựa đây, đục chạm rất tinh xảo. Rồi lia máy quay từ từ để quý vị thấy được cái đường nét chi tiết. Chiếc đoạn dài đó. Và tiếp theo là chiếc bàn. Chiếc bàn rất to, có một kích thước là 1m47, rộng 75 phân. Đây, quý vị đây thấy vân rất đẹp. Và video quý vị đang xem đây được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình 0972 770888 hoặc 0967 110389. Xin trân trọng cảm ơn. Quay trở lại bộ ghế chúng tôi giới thiệu chiếc bàn đây. Vân gỗ là cực kỳ đẹp. Nói đến đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì quý vị có thể thấy ngay được cái sở trường đánh vec ly theo lối cổ truyền từ thời cha ông chúng tôi để lại, rất đẳng cấp. Ở đây quý vị thấy đây là chiếc ghế đơn này, chúng tôi lia máy từ từ để quý vị thấy được. Đó, phần chương nó rất đẹp. Gỗ hương đá này nó rất đanh gỗ và rất giá trị. Đây chiếc ghế đơn thứ hai. Và phía ngoài này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vẫn đang tấp lập hoàn thiện các cái sản phẩm để bàn giao cho khách hàng. Rồi đang mài giấy giáp. Công đoạn mài giấy giáp nước này nó rất cầu kỳ. Phía trong thì chúng tôi đang hoàn thiện chiếc sập thờ mai điểu bằng gỗ gụ cho khách hàng ở Mê Linh, Hà Nội. Quý vị đang thấy đây, quay trở lại bộ ghế chúng tôi cũng đi quay chi tiết tổng thể của bộ ghế này. Gồm có 6 thứ, cột 12. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2016. Chúng tôi quay video clip để giới thiệu với quý vị bộ bàn ghế Minh Quốc đào bằng gỗ hương đá gồm có 6 món, cột 12. Bộ ghế này chúng tôi làm cho khách hàng là chú Sơn ở phố Guật.
xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, ngày 26 tháng 5 2016. Trên màn hình quý vị đang thấy là chiếc xe buýt 6D06D từ Giáp Bát về Tân Dân. Quý vị mà có nhu cầu từ Giáp Bát về, quý vị có thể nhảy lên chiếc xe buýt 06D và cho yêu cầu cho xuống cây xăng Tân Dân. Nhà xe sẽ cho quý vị xuống cây xăng Tân Dân, quý vị có thể nhìn thấy ngay được đầu gỗ Thành Luân chúng tôi. Vậy là đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin kính chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip lần sau. Thay mặt cho cửa hàng đồ gỗ Thành Luân, chúng tôi xin chúc gia đình chú Sơn có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, và luôn luôn tràn ngập niềm vui trong gia đình. Và hy vọng cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi được trưng dụng trong gia đình, luôn mang lại cái may mắn cho gia đình. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.